vận động viên marathon nhà Minh Trang Lưu Chí Minh đang chạy. Vận động viên Lưu Chí Minh kìa. Chạy đi. Rồi, bà tính ở nhà hả? Hả? Bà tính có đang dọn hàng. Đấy, con cảm ơn cụ chưa? Xe, xe ơi, xe ai mang xe cho con? Con ai mang cho con đây? Cậu yêu về cụ. Mấy con cảm ơn chưa? Con cảm ơn cậu. Cậu yêu về cụ.